Ngày sau quá chơi vơi, chẳng lòng đâu bước chân xa xôi. Yêu đơn phương đau lắm ai ơi, hạnh phúc đã xa rời. Khi xưa mình bên nhau em dẫu xa, nên anh đâu biết yêu thương trong em ta. Bao nhiêu là mộng, nhiều là mơ, yêu thương đời này chắc chẳng bao giờ anh hiểu. Tôi ơi buồn là gì, tôi ơi bước đi đi, đừng nói mong anh ấy không yêu mình đâu. Đã giận lâu anh chẳng an tâm, thì em cảm thấy anh kia không yêu thật lòng. Em vẫn chờ hoài, em cuộc đời sóng gió Dắt điện. khi chưa quay về đây. Em lo lắng em sẽ không yêu ai ngoài ai. Cái này cố lấy cái top 1 nha. Nha. Không tuần này phải xóa game đi. Hello. Chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mời mình. Mời tôi follow với. Thì ngày hôm nay theo tôi như lời rồi. Hứa của mình ngày hôm qua thôi. Để đấy. rồi. Anh em thấy cái mình cắt cái đoạn cô gái của chúng ta hát ở đầu chưa? Uầy. Xịn không anh em? Tại vì là mic bạn đấy chơi buổi chiều nó hơi bị lag mà. Ui hai team này. Ui hôm qua sao? Tại vì là mic của bạn hơi giật nên là nó hát không được rõ. Chạy rồi, chết. Nên là trận đấy mình cắt luôn cái đoạn hát và ghép vào đầu clip. Và cuối clip này bạn ấy cũng hát. Mình cũng gọi như là bảo bạn ấy gọi là đến cuối trận anh hát. Đừng đi xa quá là... xin anh đừng đi xa anh à. Ui ông ơi, ông lặng im với tôi cái. Bạn yên tâm tới hát được mà. Hát cái quần vừa hay à. Thế người ta bảo là hay à. Hát hay không bằng hay hát. Tớ hay hát nên là tớ hát hay rồi. Tớ tự hát hát hay rồi. Hát hay không tớ bằng hay hát, hát không đồng nghĩa với việc là hay hát sẽ hát hát hay nhá. Ông đừng có tào lao. Đào hát tôi mà hay hát thôi. Là con người lôn ra đây chết. Đào hát chứ luôn, hát có mà chết. Luôn bờ tụng lum. Ủa anh Vũ đi làm mà. Đào hát chứ ông hát thì có mà chết đấy. Tôi biết tôi hát không hay rồi. Mắc ói. Tôi không phải chê người ta như vậy đâu. Thì mắc ói chứ quá đáng vậy. Ai làm người gì không? Đâu mà quá đáng vậy. Tôi chả thấy thì quá đáng cả. Ok nha. Thôi. Thì như lời hứa của anh em hôm nay thì mình sẽ bắt tôi Đào hát. Tôi nghỉ game, xóa game. Mình có quay được bất mấy trận công rồi. Đào cũng hát nhưng mà cái trận nó không được top 1. Nên là mình mới quyết định lại ra một ý tưởng là sẽ nếu mà trận nào mà có gần cuối trận ấy mà có phải là thẻ là top 1 ấy thì mình mới bảo Đào hát. Đấy. Thì nó hấp dẫn hơn anh em ạ. Ok. Cùng xem là trận đấu này thì chúng ta có giành được cái top 1 leo hay không. Leo lên trên mái đúng không? Hả? Tắt bốc gì? Ôi, có ừ, người kìa. Tôi leo được mà. Có người kìa. Tôi leo không được. Mấy cái nóc nhà này leo được mà. Thì tôi leo đi. Có người ở đây này. Có đực kìa. Ừ, có đực nè. Thằng người KDA cao dữ rồi. 8 chấm. 8 chấm á? Ui. Cái gì 8 chấm anh? KDA, bạn ấy bảo KDA, KDA của mình. Đây là mình còn gọi là chơi phá các kiểu ấy. Tay to. Tay to bằng chân. Chân to mà. Bằng cái đầu bạn luôn. Kia vô bánh cùng ông kêu là bán được một chặng xong đi ra luôn, ông kêu đi hát cho nó đúng bán rồi bỏ. Hôm nọ mình có bắn mấy cái gì mấy người ta bắn hay bỏ hát đúng người ta bắn hay chẳng qua là người ta tràn data thôi chứ người ta hack đâu. Đại, tràn data định mệnh. Hôm nọ mình có chơi cùng với Đào và chơi cùng với một thanh niên mà bạn của Đào mời đúng rồi. Thanh niên đấy kiểu mà như là sĩ trận gái mà tôi bị bóp bắn chết nữa thôi nghỉ là anh này tay to không lắm chơi game nữa. Nhưng mà khi vào chơi với mình thì mình cũng thấy là có gọi là ui 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 gọi là ui bắn ui được hết hồn con trồn nha được. Nhưng mà toàn đá đẻo mình thôi, toàn bảo là vào phát nói cái là mình đã không ưa rồi. Nói nào là cái gì ui tay to rồi KDA 8 chấm cơ à quá sẽ quá các quay lại cho còn lết bây giờ đấy gái hay trai rồi là ABC XYZ nghe mình đã không ưa rồi nên là mình cứ kệ.
Thế là trận đấy thanh niên đấy anh đủ chạy theo mình. Trận đấy là mình hình như là mình được top 1 16 hay 15 kiểu đấy. Mình có quay mà mình cũng không muốn đăng. Ông kêu gì hát, ông kêu gì hát đúng rồi. Đó, không, không nữa thôi. Đúng. Ui. Thì đây, mình là... Tôi bị kẹt một cái góc xong rồi tôi bị mất máu mọi người ơi. Mình mê bắn quá. Đến cuối, à đâu. Quá thanh niên đấy chạy theo mình thôi. Chạy đến đâu coi như là mình giết mạng thế. Thanh niên đấy về sau ăn được một mạng. Kiểu như cay cú ấy. Cứ bảo là vừa lúc chơi ấy. À tự nhiên bị kẹt ở kia cái mất máu. Quá đáng vậy đây. Mình nhìn thấy trước, mình bắn trước. Thế là có cái kiểu là chê mình con gái. Xong rồi bảo là mình KS hết mạng. Bống 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 xà ba. Na kiểu gì nhỉ? Mình nhớ là cái gì nhỉ? Kiểu như đá đẻo là ui rồi. Trận này top 1 không kêu mất rồi. Đấy. Xong rồi bắn đến cuối trận đấy chưa? Hấp dẫn nhỉ? Hấp dẫn gì? Hả? Cuối trận hát đấy, hợp lý chứ gì nữa. Hát cái là lấy top 1 luôn. Ok không? Ok không nào? Cuối trận hát. Được. Ok không? Ôi, trả lời đi chứ. Chết rồi, mình lại mất ấy rồi. Nên mình chỉnh lại đã. Nó bảo đợi, nó bảo đợi tôi hát cho. Ông hát. Ông em ơi em như con rồng xanh dưới bắp chân anh xăm đôi kỳ lân. Dắt tàu lưng anh xăm đầu lâu với ma tàu lâu đài. Học tài xế này. Vai cả đàn. Dưới mắt ca anh xăm chữ tàu. Bờ bởi anh xăm đôi rồng xương. Vai trưởng thành niên ca. Định mệnh. Thôi tự ở trên đây tôi chết luôn đi. Thôi. Trời ơi cho tôi phải chết luôn. Chết luôn đi. Tao hát muốn thôi. Sống. Ông không. Hát rồi ông. Ok nha. Ông nhìn mẹ mồm đi. Ông ơi là okay, ông ơi. Ui bỏ hai tu này. Quả ca luôn anh em ạ. Chở sếp qua xưởng 7 à? Anh chở sếp đi cái. Chở sếp đi à. Ủa vậy anh không chơi hả? I got supplies. Hả? Anh không chơi hả? Anh AFK xíu. À okay. AFK xíu à. À ok hả? Thôi bảo kê gì. À team mình có chạy có ai có đi. À, có gì? Bảo kê là bảo kê gà. Có ai có đạn chín không? Đấy đâu ra đạn chín ông ơi. Thôi đi tìm người giết đi anh em ơi. Chứ đứng này buồn lắm. Không có mạng mà mệt lắm anh em ạ. Sau này ông tăng nóng hát dữ. Ngáo ông thuốc lào đó hả? Ngáo thuốc lào đó nào? Trong này chúng ta phải tăng động. Tăng động sao? Sao bởi vì đang vui. Vui gì? Ông ngáo thuốc lào đúng không? Chúng ta FA lâu quá, chúng ta phải tạo cho cái niềm vui chúng ta nhân lên. Tôi chả thấy nhân gì. Tôi thấy ông ê, ngáo lắm, ngáo thuốc lào lắm. Vừa mở này. Ông kêu đi hát mà. À. Ông đó cũng sao ông đó cũng bắn hay mà. À, cái thanh niên hack. Ui, thanh niên đấy nói làm gì? À, thế là về sau thanh niên đấy ra bổ mình. Hơn về sau không biết là ổng không bắt được kill nào hết trơn. Ăn làm sao được? Không, không phải. Thanh niên đã được một kill. Không chơi được. Đấm 1. Thế là kiểu như xin không gái phải. Thoát ra. Là ông ấy có bắn không hay bằng người ta nên là ông ấy ghen. Đúng. Ông ấy... Sao? À, như tôi này, tôi bắn rỡ thì tôi mới ở lại cho người ta kéo hợp. Đúng, cứ vui là được, chứ làm sao phải sĩ gái. Hợp lý luôn. Bắn xong với mình một trận phát cái ao ra xong rồi cái lúc mà chơi vòng tôi bắn dở nhưng mà tôi chỉ hack đúng không? Tôi chỉ vào game chơi cho vui thôi, kiếm vãi đái. Còn phải top 1 hay cái gì cả, cần vui là được. Đúng, vui là được, bắn với mọi người. Tiêu chí của tôi chơi. Mình vào đây thì mình cũng giao lưu. Cái game chỉ để vui chứ cục xúc nó mệt lắm. Chết liên tục. Rồi, trong này bắn nhau này. Dã nhau mầm này. Nhi ơi, từ từ thôi. Okay, bốc hơi bây giờ đó. Bốc hơi làm sao được? Cậu à, ông ngáo thuốc lào ông cứ lo đi, ông cứ lo thân ông đi. Có tiếng à đây rồi. Từ à. Thôi. Nóng này là rất dễ chảy đó bạn ạ. À. Đi từ từ. Đó. Gì à? Ô. Rồi toàn xong. Đẩy bạn, à? Bạn đẩy bạn muốn cái là một thằng. KS đâu, tôi bắn tôi chết ghê. Mà. Có lia team này rồi. Okay. Thấy thằng kia đang chạy nông không. Bọn nó thì ở thấy dưới bà, trong nhà. Bạn Nhi bạn thấy bạn kia chạy nông 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 nên Nhi bắn chết luôn. Đúng rồi, bắt luôn. Bạn đen quá rồi.
tâm. Đấy, có tiếng, vẫn có tiếng. Em nữa nhỉ? Trong nhà. Ngồi im, ngồi im. Im. Mọi người. Ở trong nhà đây này. Vẫn còn một em nữa nhưng mà tôi không biết chuyển chỗ nào. Ui, ông chạy như thế thì nó biết rồi. Ê, trong nhà. Nhà này. Ờ đúng rồi, có tiếng trong nhà này. Nhà. Mở mic nhà nào không? Hả? Mở mic gì? Nó ở trong đây này. Ui ông ơi, ông chèo đấy lại bắn được bẻ sọ bây giờ. Ui giời ơi, tôi ui, vừa ui, nói ui, xong ui. Nó trong nhà trước mặt này, cứu được nha. Rồi, trời ơi. Tôi cứu được này. Nó ở trong nhà, nó ở cái chỗ à. Nó đẩy qua ai à? Bạn điên rồi. Trời hay quá. Quá hay luôn. Nó ở trong nhà, trong cầu thang, ông chèo đấy nó chả bắn được bẻ sọ à. Bắn không. Rồi để nhì gánh không. Ai bạn này thì dễ thương này. Mà có tay to, tay ghét gì đâu. Số 2 này là bạn của bé Đào. Tôi có quay tay nhiều đâu, tay to lên được ông. Không như cái thanh niên hôm nọ. Có biết quay tay đâu. Tôi biết quay tay đâu. Nó dài à? Tặng bạn trái bom này. Ôi chết rồi, ném xa rồi. Đấy, như cái thanh niên này nó nói sau mình, nó sau mình. Phải là sau mình này. Ai cũng yêu anh quý không, chả phân biệt ai. Đây này, nó đây này. Tiếng chân. Hello baby. Mèo à? Rồi, mèo ơi là mèo. Mèo đen lắm. Bạn gặp Nhi là bạn chết rồi. Đúng rồi, gặp Nhi là thấy mẹ bạn luôn rồi. Nhồi ơi, nhồi ơi. Tội nghiệp bạn ghê. Tội nghiệp ghê đó mà. Ối gì, đi thôi. Thôi xong, thanh niên số 2 này lại AFK rồi. Lại AFK ngoài bo. Ngoài bo rồi. Ông vừa chạy ra đây xong ạ. AFK luôn anh em ạ. Ông vừa chạy ra đây xong, ông chết lâu ở đấy, ông chết lâm sàng. Thằng cuối à? Này, cuối cùng này, rồi lia. Xong rồi. Rồi, ủa bắn gì tôi vậy? Đó. Ó cái một, gì? Một bay, một pha nhảy từ trên nhảy xuống và bắn không khí. Hợp lý. Hợp lý vãi lờ. Đi thôi. Thành như này em AFK rồi. Tôi thích cái pha nhảy bắn ghê luôn. À, ủa, pha đó mình làm hoài à? Mình vừa làm xong. Trời ạ. Đúng rồi. Pha đó mình nhảy hoài. Tí xem mình nhảy nè. Thế tôi học ở đâu không? Học từ đâu? Đúng không? Học từ anh Tuấn. Ui giời ơi. Đúng rồi. Như này. Biết thì thôi. Đó. Mình nhảy bắn hoài à. Đó, như nhảy. Hay không? Đó. Đến với mình. Cô Hảo cũng nhảy được. Đúng nè giờ. Hello. Hello Đào. Đào ơi. Cứ chết đi ngại gì. Cứ chết đi đừng ngại gì. Chú đồ chú. Hello. Còn mong trận này là top 1. Yên tâm top 1 rồi. Buồn ghê. Cần gì kêu. Tôi một không kill á, tôi được một kill rồi. Ngàn nụ hôn của viewer tới bé Đào. Đó, mình thay mặt nha anh em. Đẹp gái đúng không? Đẹp quá. Đâu? Theo nhung cốp lên đi. Đúng rồi. Tôi chỉ thấy nhìn dâm đáng đáng. Cái gì? Nhìn mặt tao thấy dâm rồi. Mặt tôi nhìn kiểu gì là chứ dâm vậy cha nội. Trời ạ. Dâm bãi. Bãi cả đái còn cho cái. Nhìn mặt tao thấy dâm. Mặt ông này. Đấm dê thế này. Ui. Chấm đỏ. Nhi. À, bạn có thể nột cái áo đỏ ra được không? Để tớ nhìn ngực bạn rõ hơn. Nhìn ngực gì? Cái áo đỏ ra. No. Tí mà. Thật luôn đấy. Tớ ông có một tí thôi. Tôi, ông nghiện mẹ luôn. No. Được. Đấy. Bạn cởi ra. Xong nghiện đó. Cho tớ bị mất trinh mắt đi. Ui trời. Tớ chưa bị mất trinh mắt bao giờ cả. Khổ ghê. Đi. Dung cốp nhìn như rõ hơn. Đúng rồi, nhìn mình rõ hơn thôi. Đi. Không có đi đâu cả. Coi xong nghiện đó. Cởi cả áo giáp, cả áo bình thường ấy mà. Để tớ nhìn ngực bạn rõ hơn. Điên mẹ rồi. Thanh niên này ngáo thuốc lào rồi anh em ạ. Tôi biến thái trong trứng rồi. Tôi biến thái trong trứng. Ngáo thuốc nào lặng rồi Đào à. Thảo như những cái gì mất dạy là tôi có từ trong trứng rồi. Kinh khủng đảm. Thanh niên ngáo thuốc nào vừa cho hay. Thôi chúng ta lên đường thôi. Let's go.
bị hò anh em ạ. Thôi đi thôi, đi thôi. Let's go, let's go. Rồi, outside play zone. Chết luôn rồi. Ra đi rồi. Tay to nhưng mà mặc lác rồi. Lại một thằng y tá và một tiểu cô lương. Đúng rồi. Hai cô lương chứ. Trong này nếu mà tính ra là hai cô lương. Tại vì tôi đang giả gái mà. Có người kêu như tập tạ. Sao lại tôi kêu mình tập tạ dở? Mình có tập cái gì đâu. Người ta tập tạ nhưng mà người ta nói chuyện cu te là được rồi. Đúng. Ôi, có người này. 275. Cu te không may que các kiểu. Á, à, chạy à. Ồ, có thính nhỉ? À, thính đâu, có người này. Ủa, nếu muốn ăn rồi. Thính ra đấy lấy đi ngại gì. Chết rồi, sao mình không vuốt được cái màn hình lên? Ui vãi. Lại đơ kiểu như là cái kiểu gì nhỉ? Thì mọi hôm kiểu là tôi bị đơ lúc mà mình zoom ít nói. Bởi vì tôi cũng không thích nói. Ông nói còn nhiều thấy mẹ nói. Trời ạ. Thì lại phải nói nhiều. Ngó này. Này thì ngó này. À, đang nhìn thính. Còn một cháu bạn của bạn nằm đấy, bạn tự thoát đấy. À đây rồi. Có này, có với chúng tôi này. Bạn nghĩ gì? Oh, bạn Nhi ơi. Thằng đấy ăn 3-4 viên rồi. Ăn 3-4 viên cái gì? Tôi bắn thấy mẹ luôn mà. Đâu, nó đâu. Mình mới thấy nó mà ta. Ờ, mình cũng vừa thấy ở đây mà. Ủa nhìn nhầm à? Ủa nhìn nhầm rồi. Nhầm rồi anh em ơi. Hello, bạn của bạn đâu? Sầm mốc quăng ở đây thế thì người đâu? Đi đây. À, gốc cây à? Rồi, xong. Bạn đen rồi. Ui. Bạn đen rồi, hello. Ui. Bít bắn nà căng. Rồi, xong bắn rồi. Nà căng. Tìm đã ra đi. Bùn léo. Đúng, bùn léo. Đúng không? Thì cái khốn nạn lắm à. Chạy theo đứt đồ. Đây, mình sẽ bắt vào hát đây. Gần cuối trận rồi anh em ơi. Đúng rồi. Nhi lo hết rồi. Ôi, cái định mệnh. Ui. Bót cam. Bót cam. Có sớm mốc không? Không, thôi, không cần sớm mốc. Không cần. Chết mà tôi cũng đéo có. Cam. Ui, cần gì? Cứu đi. Nó ở mãi trong bot cam mà. Cần gì sớm mốc ở đây? Nhi ơi, sorry Nhi, tôi không có sớm mốc. Nhi ơi. Trời ơi, định mệnh niên. Ở đây làm gì phải sorry. Mày đừng gạt Nhi nha. Gạt làm sao? Mày thử để tao nhặt quả sớm mốc ha. Nó bắn vào đầu. Bình tĩnh nha. Hai mà. Nó nóng nảy rồi. Đúng rồi, nóng nảy là dễ ở chạy đó. Mày đã nghe câu nóng này là dễ để chảy không? Đúng rồi. Từ từ thôi. Nóng này là dễ để chảy đấy. Các bạn này kỳ cục ghê. Ôi con sầm mốc làm gì nữa, cứu xong rồi mà. Nó ở xa. Vãi trường. Mấy thanh niên này cẩn thận vãi. Ở xa nhưng mà ấy à, căng nhờ. Ui. Thôi mà, bình tĩnh thôi. Ôi, đào lốc kìa. Cứu đi. Đây, để tôi ra cứu. Đây rồi, cứu đi, tôi gọi để tôi. Đúng. Tao có làm gì tao mày đâu. Trời ơi. Mày làm gì mà căng vậy? Nó xa dữ vậy. Đâu rồi? Mình chỉ rút đồ thôi mà. À, đây rồi. Mày thì đứng đó này. Ủa? Nè. Mày thì đứng đó này. Ơ. Sao lại không trúng nhở? Dạ. Bắn mình chó mũ đâu ta? Chó mũ nguyên đấy, mũ hư đâu đấy. Mày thì ngó này. Ok, kéo trời heo. Lát cái gì vậy? Ủa? Sao không trúng? Tôi ngắm mới cho, không thương là không cho đâu. Ơ, định mệnh, ngắm giữa người không trúng viên nào. Không. Tôi đang cố nào. Nhặt nhiều bom khói càng tốt. Sao nhở, lát cái gì ở đấy vậy? Mình ngắm giữa người ở chỗ cửa sổ mà. Vô lý. Nếu nỡ một mai em lấy chồng. Nếu đã lấy hai chồng cái thì làm có sao? Không? Một cháu, tù ghê vậy. Không có lần hai đâu bạn. Chính nó. Chính mày dám bắn Nhi của tao à? Đúng rồi. Cái đồ bo tới rồi. Đi vào bo thôi, bo mười mấy mét đây này. Nhanh lên, hát đi thôi chứ. Gần cuối trận rồi, hát đi. Mình lấy top 1 cho nè. Đi bo. Coi ai bước đi đi. Ủa, có mình tôi chơi đi bo à? Chính là ông đó à. Người ta đi buồn ghê nha. À, sở mốc à, chuyên nghiệp đấy. Chuyên nghiệp đấy. Có 18 thằng cam kìa. Ui, ông kia heo cam rồi. Đúng thế nhở? Hát đi nào ơi. Ôi dũng như vậy à, auto top 1 luôn. Đúng rồi. Hát hả? Ừ, hát đi. Ui, mạng lát lắm, hát không được đâu. Chạy à?
cứ hát một vài câu cho bạn ấy vui đi. Rồi hát vui đi á. À, bạn có cảm xúc bạn lấy tầm 1. Mày thì chạy này. Ui, cờ lia luôn. Ừ. Hát đi, mình lấy tầm 1 cho. Cứ hát một vài câu cũng được, rồi, không cần phải hát cả thôi. Bài đâu. Cứ hát một vài câu thôi. Một vài câu thôi, Đào ơi. Như bẻ mình hát là về đây. Rồi, về, à, đây. Về đây Đào lo, về đây Đào lo, về đây Nhi lo, về đây Nhi lo nhờ. Nhi Đào đều được. Về đây mít nó, mít nó hết rồi. Mít cái quần què, ông lo gì, ông về ông dạy chúng tôi bắn thuốc lao à. Mít nó, hát đi, hát đi, hát đi Đào. Thuốc lao hả? Ừ, hát đi. Hát đi, hát đi. Từ từ, đã có cần tôi phải quăng sờ mốc tạo lên không? Thôi, hát đi, bo vào thôi. Ok, nào, hát đi, bo vào này. Hát đi. Hát đi là được top 1 này. Sao ta? Sao ta gì? Hát đi. Có cần phải tôi có cần phải làm hiệu ứng không? Thôi không cần hiệu ứng đâu. Có cần phải làm hiệu ứng hình ảnh không? Biết rồi đi em. Đúng rồi, hát đi. Không phải ngại. Đâu, Nhi chào lên đây Nhi ơi, làm sân khấu. À, được. Đó, đúng rồi. Hát đi. Đứng ở đấy hát đi, đúng rồi. Mấy giây kìa. Để bọn tôi làm khán giả cho. Đứng ở đấy hát đi, đúng rồi. Hát đi nghe bò vào chết hết rồi. Hát đi. Hát đi Đào ơi. Hát hả? Ừ. Đúng rồi, hát đi. Đúng rồi. Anh nên bò nè. Hát đi là chúng mình chạy bò. Màu hơn nè. Ừ, bài về đây Đào lo đây. À. Hát đi. Bò sắp vào đến nơi rồi. Thôi. Vào bò đã này. Bo 7 giây, bo này đau lắm. Đi. Vào bo rồi hát. Ok, vào bo hát, ok. Đánh mình lấy tấm bột bà này. Bà ơi, bà, cháu yêu bà lắm. Ông đẹp mẹ đi ông ơi. Đúng rồi. Cháu với bà gì cái giờ này. Tôi nghe Đào hát, tôi cũng nghe ông đâu. Người ta giọng thiên thần như thế. Chúng ta vào một cái nhà Đào hát đi. Cả bọn nó bắn nhau. Đây, vào đây. Đây. Đúng rồi, đây. Trong cái nhà này là hát được này. Hát được. Hát đi. Đấy, nói như này cho cô đúng rồi, đây. Đúng rồi. Hát xong top 1 luôn. Bài gì cũng được. Bài hôm qua ấy, về đây anh nói. Đúng giờ. Bữa giờ không nghe nhạc nó không biết bài gì luôn á. Ui lại bo này. Được rồi bọn bài nó, mình biết bọn nó ở đâu rồi. Cậu lát. Đấy, trong nhà y là cái tắc rồi. Yếu một cho nhà y. Yếu một kệ đi ông ơi, hát á. Yếu, bà cứ hát đi, tôi yểm trợ cho. Cứ hát đi. Hát bắt đầu rồi giết nó luôn. Đấy, đang nộp cọc kia kìa. Ông ơi, đừng ngó lại bắn cho tớ. Nhanh lên Đào bây ơi. Bây giờ tự nhiên nói, bất ngờ quá, không kiếm được bài nào luôn. Trời ạ, à, ba mấy á, à, xanh à, xanh nón chuối à. Không sao. Chết mẹ của ông. Ông bom như quần què vậy. Hát đi. Úi, ấy à. Ui. Bọn nào. Không kịp hát rồi. Cứ hát đi á. Không kịp. Trời ơi, hát đi. Bò đã, bò lè. Ở đây có mít mấy cả Nhi no rồi. Ấy, bắn gì vậy? Rồi, từ đã Đào ơi. Mở nhạc rồi, có nhạc rồi anh em ơi. Lên nhạc rồi bà con ơi. Nhưng mà vào bo đã. Ui sao vậy? Thôi xong Đào rồi. Ui máu rút kìa. Thôi lốc. Bo này thì thôi khỏi bàn. Rồi xong, không chết bo. Thôi thế thì hát đi. Mình lấy top 1 cho. Còn 6 thằng nữa thôi. Ui khó thế. Hết hát được rồi. Không, vẫn hát được. Thôi nghe hát. Ui. Cứ hát đi. Không sao cả. Cứ hát đi. Mình chết rồi thì mình hát thôi. Đúng. Con trên nhà nhá, Nhi nhá. Ok, đây này. Cây trái này. Làm gì bị cưng. Một cháu đã ra đi. Hát đi. Cứ hát là mình lấy được 1. Đây này, ngay ngoài. Trong nhà này cũng có luôn. À, bò à. Cái tay kìa. Hát một khúc thôi. Ừ, hát một khúc thôi. Này, tay này. À, trong này à. Hello baby. Không có rồi. À thế là ở ngoài sát tường kia. Tặng cho bạn trái bom. Ôi chết rồi.
nó lộc cộc trên nhà kìa. À... ta sẽ nghe Đào hát này. Cô gái anh yêu, hãy quan tâm anh và nhớ anh bao điều em thích. Hay quá Đào ơi. Em nói bên anh qua bao đời em cảm thấy nhẹ nhàng. Cho em yên bình, em muốn xa anh khi ra ra. Do những khi vòng tình yêu và hai trái tim say, quên hết bao năm đi bên em anh thật không thể làm gì. Chẳng nhớ em quên. Trời ơi, biết sao không? Ok, để mình. Đào ơi, cứ hát đi. Mình đang lặng im này. Giọng nào đang bị ho không? Không sao. Ui. Thằng cuối. Có Đào hát rồi. Tao sẽ máu. Khô máu với mày. Nào, bơi vào. Ở trong nhà nó chạy. Mày qua bơi vào đây. Bơi ra. Bơi ra. Ui. Hay. Hay. Quá hay. Trời ạ. À. Thấy không? Ui, mình bảo Đào hát phát ăn top 1 luôn. Trời ạ. À. Giọng hát đỉnh cao. Quá hay. Đào hát mày. Như mày bắn hơn top 1 đấy. Đào hát đó. Giọng mày nhớ thì trời ạ, hát hay. Hát hay thế. Hay quá luôn đấy. Đấy. Tại vì hay mới được top 1 đó. Quá hay, hay. Thế là mình đã có một cái clip dụ Đào hát và mình đã lấy được top 1. Còn top 1 pha cuối cùng cắt vai. Ui. Trời ơi, 1 cân 3 cân 4. Vai thật. Đang buồn với giọng Đào ở đây nè. Quá hay. Ok. Anh em nào thấy hay thì đừng quên bấm like và chia sẻ cái clip này nha. Cảm ơn anh em và hẹn anh em ở những tập tiếp theo. Ok, bye bye. Bye bye và hẹn gặp lại nha anh em. Wow. Đến cao thủ rồi, cao thủ 2 rồi.